Truyện cổ tích Việt Nam. Nàng công chúa mặc áo choàng rừng xanh. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi trong cả ba cõi không ai sánh được. Hoàng hậu và đức vua chung sống với nhau hạnh phúc và cùng nhau trị vì vương quốc. Nhưng một ngày kia, tai họa đã ập xuống đầu họ khi hoàng hậu lâm bệnh nặng. Ngữ y, chúng ta phải làm được điều gì đó chứ? Chúng thần đã cố thử tất cả các phương thuốc thưa bệ hạ, nhưng chúng thần không thể làm được gì nữa. Thưa bệ hạ, hoàng hậu muốn gặp mặt người. Hoàng hậu của ta. Hãy thôi làm phiền các ngự y đi, phu quân của thiếp. Sẽ không có điều gì xảy ra với nàng đâu. Cái gì cần ra đi thì phải ra đi thôi. Không. Rồi sẽ đến lúc bệ hạ sẽ phải tái hôn. Không bao giờ. Thật không dễ cho bệ hạ, nên thiếp đã cho người thời gian để quen với sự vắng mặt của thiếp. Hứa với thiếp, nếu người tái hôn, người sẽ chỉ lấy một người phụ nữ đẹp như thiếp mà thôi. Hãy hứa với thiếp đi. Không ai trên đời này có thể đẹp như nàng được. Vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Xin hãy chăm nom con gái của chúng ta. Vào đêm đó, hoàng hậu qua đời. Nhà vua đau khổ tột cùng vì người yêu thương hoàng hậu thật sự. Trong nhiều năm, nhà vua thậm chí không nghĩ đến chuyện hôn nhân, cho đến một ngày triều thần đến gặp người. Muôn tâu bệ hạ, nữ nhân trong vương quốc này cảm thấy rằng không có ai đại diện cho họ, lắng nghe họ cả. Nam tử không thể sâu sắc như phụ nữ để quan tâm đến các vấn đề của nữ nhân và con trẻ trong vương quốc. Vậy thì các người nghĩ ta phải làm gì đây? Thưa bệ hạ, thứ lỗi cho thần mạn phép, nhưng vương quốc cần có một vị hoàng hậu thật sự cần thiết. Sao người dám? Muôn tâu bệ hạ, tất cả vì lợi ích của vương quốc này và thần mạn phép, cầu xin người hãy tái hôn. Rất tốt. Nhưng hoàng hậu có một mong muốn cuối cùng rằng ta chỉ lấy một phụ nữ xinh đẹp bằng nàng mà thôi. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta sẽ cử sứ thần đi thật xa để hoàn thành nguyện ước của hoàng hậu. Vậy là các đại thần và quý tộc của vương quốc gửi thông cáo đến tận các vương quốc xa xôi. Nhưng cho dù nhiều năm đã trôi qua, không tìm được ai đẹp bằng được hoàng hậu quá cố. Một ngày nọ, một người bạn lâu ngày không gặp đến thăm nhà vua. Kính chào bệ hạ. Garrison, người có thể gọi ta là Victor. Hãy nhắn lại với công chúa. Thật sự đã nhiều năm trôi qua như vậy. Đã bao nhiêu năm không có nàng ấy bên cạnh. Con bé đây rồi, công chúa của ta. Ôi trời, công chúa trông y hệt như hoàng hậu. Cũng mái tóc vàng óng ả và vẻ đẹp như thiên thần vậy. Công chúa giống hoàng hậu y như đúc. Những lời mà người bạn thốt lên đã làm nhà vua sửng sốt, nên người đã đi đến một quyết định. Cuối cùng, lời hứa với hoàng hậu quá cố đã được thực hiện. Nhà vua cho triệu tập triều thần tại cung đình. Hoàng hậu có mong muốn là chỉ có thiếu nữ xinh đẹp như nàng mới được trở thành tân hoàng hậu của vương quốc này. Ta đây rất hân hoan tuyên bố rằng ta đã tìm ra công nương xinh đẹp như nàng. Thiếu nữ duy nhất sánh bằng nàng chính là công chúa của hoàng hậu. Công chúa sẽ thừa hưởng vương miện của hoàng hậu, và công chúa sẽ cưới con trai của đại thần. Người sẽ trở thành đức vua sau khi ta mất. Công chúa không vừa lòng khi nghe lời tuyên bố. Vậy là nàng quyết định tránh đám cưới bằng cách cầu xin những thứ bất khả thi. Thưa vua cha, con đã nghe thấy điều gì vậy? Đó chính là nguyện ước của mẫu hậu. Nhưng làm sao mà con có thể cưới người mà con thậm chí còn chưa biết gì? Đó là nguyện ước của mẫu hậu còn đó. Nhưng... Đủ rồi, ta đã quyết định như vậy rồi. Được thôi, con sẽ cưới con trai của ngài đại thần nếu như con có được 4 điều mà con yêu cầu. Bất cứ mong muốn nào của con cũng sẽ được thực hiện. Vậy thì con muốn có 3 bộ váy áo. Một bộ váy vàng rực như mặt trời, một bộ váy lấp lánh ánh bạc như mặt trăng, và bộ thứ 3 tỏa sáng như những vì sao. Và cuối cùng,
con muốn một chiếc áo choàng làm từ vạn vật của rừng già mà không làm hại đến một bông hoa, một con chim hay một loài thú dữ nào. Được thôi, con gái, ước nguyện của con sẽ được thực hiện. Vậy là nhà vua triệu tập những thợ dệt giỏi nhất trong vương quốc và hạ lệnh dệt nên các bộ váy áo. Đồng thời, triệu tập quân lính và hạ lệnh cho họ thu thập nguyên liệu làm tấm áo choàng. Công chúa nghĩ rằng nàng đã yêu cầu những việc bất khả thi để nàng không phải cưới con trai của ngài đại thần. Nhưng hãy gọi đây là phép màu hay gọi đây là điều thần kỳ. Những người thợ dệt đã tạo nên một bộ váy vàng rực như mặt trời, một bộ xiêm y khác thì lấp lánh ánh bạc như mặt trăng, và bộ thứ ba thì tỏa sáng như những vì sao. Còn tấm áo choàng được làm từ những chiếc lông vũ rụng và những chiếc lá và cành cây khô để không phải làm hại bất cứ một sinh vật nào. Họ cũng tặng cho công chúa một quả áo chó ma thuật, trong đó cả bốn bộ quần áo có thể được gấp lại và giữ lại. Con gái yêu quý, tất cả những mong muốn của con đã thành hiện thực. Giờ thì con sẽ làm đám cưới với con trai của đại thần. Nhưng thưa vua cha, làm sao mà con có thể cưới người mà con không hề quen biết? Con đã hứa. Thưa vua cha, lý do mà người không thể tìm được tân hoàng hậu xinh đẹp như mẫu hậu bởi vì người yêu thương mẫu hậu, nên mẫu hậu là người đẹp nhất đối với người. Đó là điều mà mẫu hậu ám chỉ khi nói vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Làm sao mà con... Đủ rồi đó. Nếu con quan tâm đến mẫu hậu thì con phải thực hiện ước muốn của nàng. Con phải làm đám cưới vào ngày mai. Nhưng công chúa không thể cưới người mà nàng không hề quen biết. Vậy là nàng quyết định trốn khỏi hoàng cung. Xin thứ lỗi cho con, thưa vua cha. Một ngày nào đó, cha sẽ thấu hiểu cho con. Công chúa lang thang khắp chốn trong vương quốc, vào các làng bản và trong các khu rừng. Một ngày nọ, mệt mỏi, nàng tìm thấy một thân cây rỗng nên đã ngủ bên trong đó. Khi nàng chìm nhanh vào giấc ngủ, vị vua của vương quốc nơi có cánh rừng đó tình cờ đi ngang qua. Quân lính của chàng nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang say sưa trong thân cây rồng nên đã thông báo cho nhà vua. Thưa bệ hạ, có một sinh vật kỳ lạ bên trong thân cây rồng. Nó có kích cỡ như con người, nhưng mà nó lại mặc một tấm áo choàng kỳ lạ chưa ai từng thấy. Hãy đưa nàng ta tới cung điện đi. Vậy là quân lính trở lại thân cây rồng, đánh thức công chúa dậy. Tỉnh dậy nào, ngươi là ai vậy? Ta là một sinh vật không nơi trú ngụ. Hãy đi cùng chúng ta đến cung điện, ngươi sẽ tìm được công việc ở đó. Vậy là công chúa tới cung điện, nơi nàng được cho ở tại một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang và làm việc như một phụ bếp trợ giúp cho ngự trù trong hàng tháng trời. Một ngày nọ, nhà vua tổ chức một lễ hội. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng và lễ hội bắt đầu, công chúa hỏi ngự trù. Thưa ngài, tất cả công việc đã xong ở đây. Tôi có thể xin phép được đến xem vũ hội được không? Tôi hứa sẽ không tham dự yến tiệc. Được rồi, nhưng hãy nhớ rằng cô phải quay lại trong vòng nửa tiếng nữa để lau dọn trò bếp. Cảm ơn ngài, tôi hứa. Công chúa chạy ngay về phòng, lau sạch bồ hống trên khuôn mặt và bàn tay, lấy ra chiếc váy rực rỡ như ánh dương, buông thả mái tóc dài vàng ống rồi đi tới vũ hội. Ngay khi nàng bước vào, mọi người đều mê mẩn với vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Và nhà vua không khiêu vũ với ai khác ngoài nàng. Khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thiếp phải đi bây giờ, thưa bệ hạ. Nhưng chờ đã. Công chúa biến mất trong đám đông và chạy vội về phòng, mặc chiếc áo choàng từ rừng xanh, bôi bồ hống lại trên khuôn mặt và bàn tay, rồi trở lại bếp làm việc. Tôi đã trở lại, thưa ngài. Tôi bắt đầu lau dọn cho bếp nhé. Không, cứ để trò bếp đó. Trước tiên hãy chuẩn bị súp cho nhà vua cái đã. Vâng, thưa ngài. Vậy là công chúa chuẩn bị món súp cho nhà vua. Nàng bỏ một chiếc nhẫn vàng vào chiếc bát, rồi đổ súp lên trên để không ai nhìn thấy chiếc nhẫn, rồi gửi bát súp đến cho nhà vua. Trước kia nhà vua chưa bao giờ được thưởng thức món súp ngon đến vậy. Chàng thấy chiếc nhẫn và đưa nó đến cho viên ngự trù. Có phải ngươi đã nấu món súp đêm nay hay không? Thưa bệ hạ, tất thể việc nấu nướng trong bếp là do thần đảm trách. Đúng vậy, nhưng có đúng là ngươi thật sự nấu không? Hương vị của món này chắc chắn không giống các món do ngươi làm trước đó. Dạ, có vấn đề gì không thưa bệ hạ? Có đó, bát súp này
ngon hơn tất thảy những món súp mà ta đã từng thưởng thức trước kia. Đây chắc chắn không phải là do ngươi nấu rồi. Thưa bệ hạ, cô phủ bếp đã chuẩn bị món súp cho người đó. Hãy gọi cô ấy đến đây. Vậy là công chúa được triệu kiến đức vua. Có phải là nàng đã nấu món súp không? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vật này có phải của nàng không? Làm sao mà một cô phụ bếp nghèo khó như thiếp lại có được chiếc nhẫn như vậy, thưa bệ hạ? Nàng làm ta nhớ tới một người mà ta gặp tại vũ hội hôm nay. Được rồi, món súp rất ngon, cảm ơn nàng. Đó là vinh hạnh của thiếp, thưa bệ hạ. Vài ngày sau, hoàng cung lại có một vũ hội khác. Một lần nữa, công chúa lại xin phép viên ngự trù cho mình ngắm nhìn vũ hội. Lần này, nàng mặc chiếc váy óng ánh màu bạc như ánh trăng. Nhà vua khiêu vũ cùng nàng, nhưng ngay khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nàng biến mất và trở lại thành một cô phụ bếp. Tôi đã trở lại, thưa ngài, tôi bắt đầu lau dọn cho bếp nhé. Không, cứ để trò bếp đó. Trước tiên, hãy chuẩn bị món súp cho nhà vua cái đã. Vâng, thưa ngài. Lần này thì công chúa lấy sợi dây chuyền vàng ra, đặt nó dưới đáy bát súp, rồi rót súp lên trên để không ai nhìn thấy và gửi bát súp đến cho nhà vua. Món súp này là món súp ngon nhất mà ta từng thưởng thức. Cái gì đây? Một sợi dây chuyền ư? Hãy đưa nó cho viên ngự trù và cô phụ bếp. Khi nhà vua và phụ bếp đều ở đó. Có phải nàng nấu món súp đêm nay không? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vật này có phải của nàng không? Làm sao mà một cô phụ bếp nghèo khó như thiếp có một sợi dây chuyền như vậy, thưa bệ hạ? Nàng làm ta nhớ tới một người mà ta đã gặp tại vũ hội đêm nay. Được rồi, món súp rất ngon, cảm ơn nàng. Đó là vinh hạnh của thiếp, thưa bệ hạ. Nhà vua không thể không băn khoăn về cô phụ bếp bí ẩn và công nương mà chàng gặp trong vũ hội. Chàng không thể từ bỏ cảm giác rằng họ là một người. Vậy là khi tới vũ hội tiếp theo, chàng quyết định phải tìm ra sự thật. Thưa ngài, tất cả công việc ở đây đã xong. Tôi có thể xin phép được đến xem vũ hội không? Tôi hứa sẽ không tham dự vào yến tiệc. Được rồi, nhưng hãy nhớ rằng có phải quay lại trong vòng nửa tiếng nữa để lau dọn trò bếp đó. Cảm ơn ngài, tôi hứa. Công chúa mặc chiếc váy tỏa sáng như những vì sao, rồi đến vũ hội. Nhà vua không khiêu vũ với ai khác trừ nàng. Và trong khi nàng khiêu vũ, nhà vua luồn chiếc nhẫn chàng tìm thấy trong ngày đầu tiên vào ngón tay nàng. Công chúa không nhận ra điều đó. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thì phải rời khỏi đây bây giờ, thưa bệ hạ. Vào đêm nay, âm nhạc sẽ được chơi lâu hơn ngày thường một chút. Nhưng thiếp... Xin nàng hãy ở lại. Âm nhạc được chơi lâu hơn, nên công chúa gần như không có thời gian để thay đổi thành cô phụ bếp nữa. Nàng thậm chí còn không thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Nàng chạy vội tới bếp. Cô đã ở đâu vậy? Đức vua đang chờ món súp đó. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ nấu món súp nhanh nhất có thể. Công chúa đặt chiếc vòng tay vào bát, rồi phủ súp lên trên và gửi món súp tới nhà vua. Nhà vua liền triệu nàng đến. Có phải nàng nấu món súp đêm nay không? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vật này có phải của nàng không? Làm sao một cô phụ bếp nghèo khó như thiếp lại có được chiếc vòng như vậy, thưa bệ hạ? Vậy thì làm sao mà một cô phụ bếp nghèo khó như nàng lại có chiếc nhẫn như thế này? Thưa bệ hạ, nàng chính là công nương mà ta đã cùng khiêu vũ. Nàng là ai vậy? Vậy là công chúa thuật lại cho nhà vua tất cả về cuộc đời mình. Tại sao nàng không nói cho ta tất cả những chuyện này vào lần đầu tiên ta gặp nàng ở vũ hội ấy? Bởi vì thiếp muốn thấy người chỉ ngất ngây trước vẻ đẹp của thiếp, hay người đủ tình yêu thương để có thể kiên nhẫn tìm ra thiếp, thậm chí khi nhìn thấy thiếp trong bộ dạng của cô phụ bếp. Vì mẹ thiếp đã nói, vẻ đẹp nằm trong ánh mắt kẻ si tình. Ta yêu nàng, và ta không hề quan tâm cho dù nàng chỉ là một cô phụ bếp, nàng sẽ lấy ta chứ? Vâng, thiếp bằng lòng. Cuối cùng, công chúa đã tìm được tình yêu đích thực cho mình. Nàng lấy đức vua và phụ vương của nàng cũng được mời đến tham dự lễ cưới. Công chúa và phu quân của nàng sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.